Việc tăng giá thuốc lá từ 25% đến 100% sẽ làm giảm được khoảng 67 triệu người hút thuốc hiện nay, và các khoản thuế thu được cũng tăng từ 70 đến 122%. Đây là công bố được đưa ra tại hội nghị các bên tham gia công ước khung về kiểm soát thuốc lá đang diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Tăng thuế thuốc lá là vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại hội nghị. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra 3 phương án xây dựng thuế, đó là đánh thuế theo giá trị sản phẩm, đánh thuế theo số lượng và kết hợp cả hai loại. Hầu hết các nước hiện nay đang tính thuế thuốc lá theo giá trị sản phẩm với mức từ 65% đến 100% giá xuất xưởng. Các ý kiến cho rằng với mức này, người có thu nhập thấp và thanh thiếu niên vẫn có thể mua được thuốc lá. Đoàn Việt Nam thống nhất với quan điểm tính thuế theo giá trị sản phẩm vì phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam. Nếu chúng ta áp dụng phương thức đánh thuế trên từng sản phẩm thì cái giá trị trên mỗi bao thuốc lá của Việt Nam nó sẽ gia tăng nhiều hơn so với thuốc lá nhập khẩu vào. Và chính vì vậy thì cái tiêu thụ hàng Việt Nam sẽ được ít đi. Với cái nhận thức như vậy để bảo vệ quyền lực quốc gia thì chúng tôi đang bảo vệ quan điểm là cần phải đánh thuế trên giá trị. Đoàn Việt Nam đề xuất việc nên công bố hàm lượng chất độc hại trong khói thuốc của các công ty sản xuất đối với cơ quan chức năng, trong đó nhấn mạnh phải quy định rõ hàm lượng độc hại cụ thể là bao nhiêu và số lượng chất độc hại cứng được có trong khói thuốc. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định việc tăng thuế và công bố hàm lượng chất độc hại sẽ góp phần giảm tỷ lệ người hút thuốc. Các nghiên cứu cho thấy trong thuốc lá có tới 7.000 chất độc hại với gần 400 chất gây ung thư. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là tăng thuế từ 75% trở lên, và khi tăng thuế như vậy sẽ đảm bảo được lợi ích là bảo vệ sức khỏe và tăng nguồn thu cho chính phủ. Việc đánh thuế thuốc lá theo phương thức nào phụ thuộc vào tình hình thực tế của mỗi nước. Nếu không có biện pháp mạnh can thiệp, khoảng 267 triệu người hút thuốc lá hiện nay và tương lai ở châu Á sẽ tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Các nước tham dự hội nghị đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó có nhiều điểm mạnh như xây dựng cảnh báo thuốc lá bằng hình ảnh trên hai mặt bao thuốc. Một trong những cái điểm mạnh mà được các nước đánh giá cao, cái thứ nhất là Việt Nam đã đưa vào cái quy định là in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh chiếm diện tích ít nhất là 50% diện tích mặt trước và mặt sau của bao thuốc. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà truyền thông rất là tốt và các nước đều áp dụng để làm giảm bớt cái chi phí truyền thông cho nhà nước và cũng tăng cường được cái nhận thức của người dân đối với cái tác hại của việc sử dụng thuốc lá. Mà Việt Nam vẫn tiếp tục cấm toàn diện cái việc quảng cáo khuyến mại các sản phẩm thuốc lá. Quốc hội đã đồng ý thông qua việc thành lập quỹ phòng chống lại thuốc lá. Thì đấy là những cái điểm mà được Tổ chức Y tế Giới và các nước đánh giá rất là cao, và đây là một cái bước tiến rất lớn trong hoạt động kiểm soát thuốc lá ở Việt Nam. Đại diện các nước đã đưa ra những kinh nghiệm trong việc cảnh báo tác hại thuốc lá trên vỏ bao thuốc, như tăng tỷ lệ cảnh báo lên 75% mặt trước và mặt sau bao thuốc lá. Việc đánh thuế vào thuốc lá bán lẻ tăng tới 80% ở một số nước đã góp phần giảm tỷ lệ người hút thuốc.